được học tại trường nữ trị nổi tiếng, một trường có chất lượng giáo dục cao. Hôm nay đây là lịch sử như sinh tập này, và chính các em khóa chiến đấu cũng đã làm rạng rỡ truyền thống cảnh sát đại đó. Mong với trường và những ai công tác tại đó hết sức tự hào và lấy làm vinh hạnh. Chúng tôi muốn các thầy giáo cô giáo chủ nhiệm lớp giảng dạy bộ môn giỏi của chúng ta đã suốt đời không xem cho kinh nghiệm giáo dục của đảng. Giờ đây các thầy giáo cô giáo đã mất tên tuổi đậm chất truyền thống, chồng đến 3 năm học tại trường, các em cũng đã mang theo nhiều thứ dành cho những ngày đã qua mà sống đẹp hơn. Đào tạo là quốc sách hàng đầu của nhà nước chúng ta, là một trong những ưu tiên hàng đầu, chính là chúc và hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu. Tôi cũng xin được kính chúc tất cả các thầy giáo cô giáo. Dân tốt đã được dìu dắt dưới bàn tay của các thầy các cô, và sau đây tiếp theo chương thank you.